10 tai vạ. Kinh Thánh, Xuất Ai Cập Ký, đoạn 7, đoạn 8, đoạn 9. Pharaoh mới lên ngôi, chẳng biết Joseph là tôi trung thành. Lại thêm dân chúa tăng nhanh, thế là họ phải muôn phần đắng cay. Vua đòi phép lạ có ngay, thế mà lại rước đắng cay vào mình. Có 10 tai vạ chứng minh, miệng chúa đã phán thì tay hoàn thành. Sông Ninh nước chảy trong lành, hóa thành sông máu là tai vạ đầu. Ai Cập sợ hãi lo âu, dòng sông thần thánh đổi màu tại ai? Ếch nhái tai vạ thứ hai, dưới sông lúc nhúc tràn vào cung vua. Thuật sĩ Ai Cập cũng thua, lòng vua cứng cỏi, khổ cho mọi nhà. Mũi là tai vạ thứ ba, bụi biến thành mũi lan tràn khắp nơi. Biết do quyền chúa trên trời, nhưng vua không chịu nghe lời quân sư. Ruồi mong, tai vạ thứ tư, theo sau đàn mũi bám bu vào người. Thật là dở khóc, dở cười, tưởng đâu thần thánh đến nhà hỏi thăm. Ôn dịch, tai vạ thứ năm, chúa cho biết trước là ngày hôm sau. Sáng ra trông thấy mà đau, ngoài đồng gia súc chết nằm ngổ ngang. Tai vạ thứ sáu kinh hoàng, kẻ chốc Ai Cập đến ngày hôm nay. Nhà vua cũng mắc bệnh này, vì nghe lời chúa mà không thi hành. Mưa đá khủng khiếp hoành hành, tai vạ thứ bảy chưa từng xảy ra. Lửa theo sấm chớp mưa xa, đúng là lời chúa năng quyền vô biên. Tai vạ thứ tám đến liền, những gì sót lại đến phiên cào cào. Lần này gây hại biết bao, không như những đám cào cào trong năm. Tai vạ thứ chín tối tăm, bao trùm Ai Cập trong 3 ngày liền. Vì sao tai vạ triền miên, mất đi ánh sáng còn đâu nụ cười? Khóc than tai vạ thứ 10, nhà không bôi huyết, mất con trai đầu. Lời chúa cảnh báo từ lâu, để tai vạ đến ăn năn muộn màng.